Câu 34, hình chóp SABCD có đáy là hình thoi, cạnh là BAD bằng 60 độ, SA bằng A, SA vuông góc với mặt phẳng đáy, tính khoảng cách từ B đến mặt phẳng SCD. Thì mình vẽ một cái hình ra nha các bạn, vẽ một cái hình chóp. Đây. Thì các bạn phải biết đâu là cạnh ngầm ở, đâu là cạnh không thấy để các bạn vẽ nét đứt nha các bạn. Đó, đây chóp đây. Đặt là A B C. Mình đặt là AB, B ở đây đi. Tại vì chút mình sẽ biết lý do AB, AB, C, D. Đây là hình thôi A, A. Góc góc BAD, BAD 60 độ đây, 60 độ đây. Và SA, SA vuông với mặt mặt phẳng đấy, thì mình vẽ hơi bị sai ở chỗ này, mình vẽ lại nha các bạn, mình vẽ lại đi để cho nó chính xác, bởi vì nó vuông tại SA. Rồi mình vẽ nè. Chưa, A góc này 60 độ, đây vuông nè, đây vuông nè. Rồi tính khoảng cách từ B khoảng cách từ B nè là DB đến mặt phẳng SCD. Mà mình thấy điều gì ạ? Mình thấy AB nè song song với CD mà. Vậy suy ra khoảng cách từ B đến mặt phẳng đó cũng bằng khoảng cách từ A đến mặt phẳng SCD. Được chưa? Vậy ta chỉ cần tìm khoảng cách từ điểm A đến mặt phẳng SCD. Rồi, từ A mình sẽ kẻ một cái đường thẳng vuông góc nè. CD ta kéo dài ra nè. Từ A mình kẻ một cái đường thẳng vuông góc với lại CA. Ký hiệu bằng chữ H đi. Ok chưa? Rồi, bắt đầu mình lý luận nè. Ta có AH vuông với lại CD, SA cũng vuông với lại CD, vì SA vuông với mặt phẳng đáy ABCD. Từ hai thằng này suy ra cả cái mặt phẳng SAH sẽ vuông góc với lại CCD. Ok chưa? Rồi từ đây ta nói SH lại, ta kẻ một cái đường thẳng vuông góc với SH là chữ K. Rồi thì ta kẻ AK, kẻ AK vuông với lại SH. Ok chưa? Mà SH trước gì? SH chứa trong đâu ạ? Mà bằng SCD. Đó. Tiếp tục mà CD mà AH cũng vuông góc với, xin lỗi, AK cũng vuông góc với lại CD, bởi vì mình mới vừa chứng minh đây. Đây, chưa? AK chứa trong mặt phẳng SAH. Từ đây suy ra điều gì ạ? AK sẽ vuông góc với cả cái mặt phẳng SCD. Vậy khoảng cách, suy ra khoảng cách từ A đến mặt phẳng SCD chính bằng khoảng cách A là đoạn A, xin lỗi, AK nha các bạn. Rồi tính AK thì ta thấy rằng tam giác gì ạ? Tam giác SAH vuông tại A, có AK là đường đường
cao, đường cao. Thì mình dùng cái gì ạ? Mình sẽ dùng kiến thức nào để giải quyết đây? SA người ta cho chưa ạ? SA người ta cho là A rồi. Rồi bây giờ mình sẽ tính được AH thì góc này 60 độ nè, thì tương ứng góc này 60 độ so le. Vuông ở đây nè. Vậy góc này sẽ là 30 độ nè. Vậy tam giác AHD là tam giác nửa đều. Nửa đều cạnh này là A nè, thì cạnh này là A chia 2 nè, thì hình này là căn 3 phần 2 A. Được chưa? Đó, các bạn không biết thì các bạn cứ áp dụng định lý Pythagore nha các bạn. Áp dụng định lý Pythagore, vậy ta có AH bằng căn 3 phần 2 A. Tiếp theo, SA cũng có rồi, SA bằng A. Thì ta sẽ dùng hệ thức lượng trong tam giác vuông 1 phần AK bình bằng 1 phần AH bình cộng 1 phần SA bình. Rồi các bạn thế và các bạn tính được AK nha các bạn. Thế và các bạn tính được AK. Ok chưa? Và các bạn chọn đáp án.